chào hết mọi người nha. Nắng lên rồi, nắng quá trời quá đất. Nắng lên rồi mọi người ơi, nắng quá trời quá đất rồi. Để thải đất vô thêm vô chậu sen. Dạ. Để thải đất thêm vô chậu sen có bồn sen. Dạ. Mấy cái rác vô, mấy cái lá cành về đẩy. Không, rác nó suối. Nó suối. Trời, suối sen mới được. Không, nó suối nó chết rồi mày. Nó đừng có dơ quá. Nó chứ bắt sen với cái gì đó với rau nhút mà dơ nó chết. Nó chịu bùng bùng hôi thối chứ không nó không đó, chịu. Buồn còn tệ hơn nữa thầy biết không? Nó không chịu rác. Nè ông cố nhà đó. Làm sao vậy? Hôm nay sao này? Chắc bị đuổi việc, tôi chồng tôi nó bị đuổi việc rồi hả? Chạy mẹ. Chứ thường thường chủ nhật còn đi làm mà. Nó đã bị đuổi việc rồi. Thế ạ? Sáng chữa cho một mát nữa đó. Lại chuyện gì nữa? Sao thầy chứ kiếp chuyện hoài vậy? Đâu mà kiếp chuyện. Chứ lại sao thầy có chuyện hoài? Dạ là mình nói ngu xác chữa dạ. Cái mát. Nói tôi hỏi ông đi mua, ông mua đâu mấy cái lông mít á. Dạ ông tự nhiên ông liền với mình, ông mà thôi làm giùm cho ông đi. Hôm qua làm xong mà thấy ông lại có mít không, nó kỳ rồi không mít thì nó có nấm có này kia. Thế giờ tôi để mấy nấm đồng cô vô. Rồi tôi để tiêu vô, tiêu rồi tiêu Mỹ đâu có thơm. Tiêu Mỹ nó không có thơm mới để nhiều. Về cái ông nói vậy rồi uống rồi. Ông nói sao mà cát không à. Tôi nói từ đây sao nha. Tôi đâu phải tôi làm tôi làm cho người ta ăn là phải cho sạch sẽ chứ tôi không có ẩu nha. Đó. Rồi cái ngồi nói chuyện cái ông nói, một hai ông gõ cửa vô mình đang ngồi ăn sáng. Ông nói cho tôi vô chứ tôi này vô tại tôi đang ăn vô ngồi nói chuyện lấy máy bấm thâu chơi. Cái ông ấy nói sao mà thầy làm cho nó cực khổ vậy, sống bao nhiêu năm không để sức khỏe sống. Tôi nói trời ơi ráng mà làm chứ lấy đâu mà ăn chứ tôi đâu ngồi ra mà ăn báp chính phủ đâu. Phải chứ ông mà ăn báp chính phủ được là tuổi ông có tới tuổi, tôi đâu có tới tuổi đâu ngồi ăn báp chính phủ. Nói cái tôi nói đúng rồi, tôi nói thiệt không, tại vì tôi xíu với đất á, tôi xíu với đất cho nên ông mới còn ở đây đó nha. Tôi nói thiệt cái chú đừng buồn, chứ trên đời này không thằng nào không nghĩ tới lợi hết trơn, chỉ có mấy ngu thôi à. Bởi vì cho nên ông đừng có tưởng đâu trên đời này là ông khôn hơn người ta. Ông nghĩ gì tôi không biết hả? Tôi đâu phải kẻ ngu. Tại tôi nghĩ ông giờ không có chỗ ở, tôi cho ông ở, ông coi nè, đầu tháng nè. Con kia, cô kia vô, tôi chưa biết mặt cô đó là ai đó. Tôi để cho ông gặp ông khỏi, cái tôi cho cô đã ở phòng bao nhiêu. Tôi đâu có ngu đâu mà tôi thiếu cái đức mà tôi để tháng tôi mất 200 bạc vậy. Ha, tôi đâu có ngu vậy, rồi tôi thiếu cái đức mà tôi để tôi mất 200 bạc. Ông đừng có tưởng đâu, đời này có mình ông khôn. Con người mà thiếu đức là con người là bần tiện. Có người đó chỉ muốn ăn của người ta, chỉ muốn coi như là hưởng lợi chứ không bao giờ nghĩ cái lợi cho kẻ khác thì mới gọi là thiếu cái đức. Cuộc đời tôi không thấy không, tôi có ăn khỉ khô thì ông nói tôi sao không dám ăn. Tôi nói không ăn là tại vì tôi hà tiện, tôi để tôi cúng dường, tôi để tôi giúp người nghèo chứ tôi không phải tôi hà tiện để tôi đi chơi gái hay là tôi làm tầm bảy tầm bạ. Tôi chửi cho một phát rồi gọi là sinh. Tôi nói con nào mà nói tôi thiếu cái đức á, là mấy con đó là tráo chúa lộn chồng, mấy con đó là đá cá lăn dưa đầu trộm đuôi cướp á. Chứ tôi nói thiệt không, là tôi đâu có mà
đầu trộm đuôi cướp tráo chúa lộng chồng đá cá lăn dưa đâu mà tôi thiếu cái đích. Chẳng qua cái xã hội bây giờ đó mà nó cà trớn quá, tôi phải dùng danh từ cà trớn cái tôi trị thôi à. Chứ nó nói trên đầu người ta muốn hưởng lợi cho riêng mình không à, mà nói đỡ thừa tao thiếu cái đất hả? Tôi có khùng. Thầy ơi là thầy ngủ chỉ, quá. Chỉ được mà. Có kẻ điện, có kẻ ngoài mà thầy chứ đúng ngoài con nói thầy rồi. Thầy bớt cái thị phi đi trời ơi, thầy trời cãi. Đâu có thị, đâu có thị phi. Tôi hỏi bây giờ á, ông thấy là tôi bật đèn, ông ở cửa. Ông nói tôi nhớ thầy quá, tôi nói chuyện. Mà qua bên vườn rau tôi nói thừa hai rau rồi nó thối, tôi nói ông đi tới đâu rồi đụng rau rau thối, đụng qua qua tàn không được, cái đụng như tôi rồi nó kêu nó dưa, thằng nó dưa bên đây nó thối rồi. Thưa nè, cái dưa dài á hả? Dạ nó để cắt mang vô đi, cắt mang vô rồi nó thối hết gần nửa trái rồi. Nó bị sao vậy? Chắc là ai cũng xuống vô dòm đâu, nó bắt cỡ ra sao vậy? Không sao chứ nó chín rồi mình không hay, nhưng mà nó chưa có chín đều thôi, nó vừa có rụng á thì mình cắt vô rồi nó chín đều. Thằng này mình nóng hai á, cái đó nó thúi rồi. Nó để dưới đất đó, nó ẩm nó thúi thầy ơi. Mấy trái kia thì nó chưa rụng, thì là nó rụng cái cuốn á, rụng cái cuốn từ đâu nó rụng là biết nó chín mà nó chưa rụng sao hái. Thế hả? Dạ. Yeah. Tôi hỏi chừng nào chưa nó chín rồi rụng cái cuốn. Trời ơi, con trái dài nhất là hồng nè hả? Miếng mà ăn được, nó bỏ tủ lạnh hồi về không vô rồi. Khai gọt rồi, còn khúc chưa ăn được là khúc nó còn mực, còn cứng. Để bịch nó lấy giấy mũ, giấy kiến á. Dạ. Bịch nó lại được à. Một cái xe đó nè, xăm xe nhất xe đó này. Ừ. Cái rồi ngày nay á, hả mà mình nhịn họ, thì họ nói mình ngu. Mà không nhịn là nó thiếu đức, không người nào. Đi con nói thầy rồi, đi ông có nói thầy rồi, là thầy cũng nhịn nghĩ hay gì nữa. Thầy nói rồi, thầy mà thầy nghe rồi mà thầy... Tôi nói nha. Cái hồi bởi thiếu đất cái tên gì thầy chỉ cho tôi cái máy giặt đồ rồi cái mớ vừa ra chỉ thầy cho tôi biết thầy mong nó đi mua mà sai tôi thiếu đất thì tính đi mua mà nắng quá tôi trời đó cái rồi tôi chỉ cái giặt đồ thì ông sĩ chỉ sao tôi chỉ vậy ông nói sao mà ra rỉ rồi ông chỉnh lại cái ông nói sao mà thầy chỉ tôi nói tôi ở hay chứ tôi ở Mỹ mấy chục năm mà tôi không biết tiếng Anh mà tôi không có cục đất chậu chim thì ông nói tôi mới qua Mỹ đây tôi đâu biết tiếng Anh tiếng Âu gì đâu. Em thân cười vui tại vì mấy mụ nó cấy ổng phải không, tại vì ông không khai tôi á, ông mới bà mà nó bà thôi, bà mà điện ổng về có bà này có cần người về tới bà tờ, bà mà mới nói bà tờ là có anh này nó có chỗ ở là bà tờ bóng men nghe tiếng trai bóng hái bà lật đật mở cửa đón chào ông này chạy về từ đọc cái ngang nghe bà mà chạy về ông ngay kịp chạy thắng xe cái rét nhà bà tờ hết hồng hết tiếng bà tờ mới giới thiệu lại chào bà xui. Nhà bà xui ở thì cứ dòm bà xui hoài nói chuyện bà xui, cái ông xui của ông chồng cũng ghen. Ông ghen tôi gặp ông, tôi gặp tôi xách lại nhà bà mà nhớ nhà bà mà tôi ở đó, mấy người vậy có đức đó, đó có đức đó. Thế nên đó, ông có phước, ông có gặp mấy người có đức không mà ông xách vỏ lại. Ông ở, bà nào cũng ở thân mình, nó trên 2-3 phòng máy lạnh rồi ra ngồi đó tâm sự tại ông không à. Cái rồi bây giờ nói tới ông đấy tôi lại thầy muốn tôi lại thầy nữa tôi lại thầy điện nhắc tới mấy bà đó tôi nói ông phải cảm ơn mấy bà đó. Ông nói tôi vừa thắng xe vô là nói xấu thầy rồi. Tôi nói tại vì mấy mụ đó nó muốn nắm đầu tôi, bên nắm đầu tôi không được chứ tôi làm gì xấu. Đáng qua mẹ mê trai còn mẹ mê gái, hai mẹ nói xấu nhau tôi đứt kệ giữa. Cái giờ cái tự nhiên ghét tôi chứ tôi làm gì mấy mũ đâu. Hôm nay tôi vừa sẵn xe xuống chưa kịp xuống là chú Liêm chú Lượng cái chơi với thầy Thiện Tài nha.
Này, này, này kia đó vậy tôi nói vậy mà vậy cũng lết tới đây mà vậy cũng lết tới đây mà theo lẽ phải lết tới nhà mới ngủ đó hả bật cười không mà kệ cũng vui thôi thì phi quá chứ chị cũng có hai người vậy. À anh chàng hai người không phải nói chuyện được không phải sao con một người con vậy nên cô đợt cô độc khác ông có cửa vô ông kiếm chuyện không ai ông ai cứ ông gọi nhưng mà thầy con nói thầy rồi thầy nói với ông hẳn là ok chú ơi tôi với chú nói chuyện không được thôi đừng có nói nữa rồi một hai ông nói thầy bây giờ tôi già cả mà có thầy là này mẹ ngủ ấy thôi thầy thương tôi lâu lâu thầy cho tôi chở thầy đi chơi ông dụ mình nè cái tôi giờ đi chơi đâu ông nói chở ra biển cái tôi mới ngồi tôi suy nghĩ ủa cái mùa này mùa hè chứ nói mùa đông mùa này mùa hè ông mà biển nó mặc toàn là bikini gì đó nó mặc toàn là thiếu giải không mà mình tại chùa ra phải làm gì cái sáng tôi nói ông Liêm à tôi không có đi ra biển nha tôi quên cái mùa này mùa hè cái chỗ du lịch mà tôi ra phải làm gì cái ông nói thầy nói cũng phải tới trời nó chơi phải mùa đông á tôi thích nước thà lạnh mà tôi đi ra tôi đi trên cát tôi chàng khăn tôi đi chứ tự nhiên mùa hè mà tự nhiên chở tôi ra tôi dòm mấy người mặc thiếu giải không à, chắc vụ biết vụ gì đây hay vụ phốt teo ngày cuối tháng đi không biết thì có nói này nghe luôn cái gì giúp được cái giúp không giúp được rồi thôi tránh xa trời chạy tôi nói thiệt không, không vậy ông trời ông sanh những cái con người mà nói thiệt không có tôi mắc nghĩ lại cũng mắc cười nhưng mà thôi nhà nói chuyện mấy người vậy nè rồi mới biết là trời sanh nó đủ loại hết á vâng nhất định nhà ca nói tùy duyên mà hợp thôi thầy nhưng mà thôi thầy tránh nha thì đừng có dính vô mấy cái vụ đó thì làm cho đầu óc thầy mệt thêm chẳng được cái gì hết thầy đâu có khá nổi cái gì đâu đến tối là đóng cửa sớm vậy đó đâu có dám mà để cho ông vô mà nói rằng ngàn và ngàn rồi ông cứ nói bây giờ rủi thầy bệnh rồi tôi sao tôi bệnh rồi tôi thầy đâu có hai tôi sao thôi mạnh thân nào nói lo đi mệt quá đi giờ có bệnh hoạn gì chết chóc gì đây hết trơn rồi cái hồi nói bác sĩ nói họ là qua rồi đi rồi dốc té đi nghe chứ mà nói qua mà làm nặng quên qua làm nặng quá trời luôn mà để cây tính ra qua rinh mấy chục cái chậu quế từ bên kia rinh lên rồi rinh xuống rồi lẫy qua nữa cắt cỏ nữa không có nói láo đâu nói này nói có cho bác sĩ hồi vui đi họ nói họ biểu đừng có ngồi thiền đừng có tụng kinh còn ngồi sao họ biểu đừng ngồi được nó quen ngày tối cứ ngồi một chút vậy thôi ngồi thì ngồi nhưng mà không có đè cái giò này nhiều thôi ra trở bộ mà thiệt đi kiểu đi có khi nó muốn dấp té thật cái rót là nó bán cái gì không? Dạ. Cái rót đó là nó bán cái gì? Quần áo thầy. Cái quần áo. Dạ. Còn cái gì kia cái gì? Cái kia bánh giày. Yes, giày đó yes. Cái đó là biết rồi. Dạ. Còn cái dục còn cái mắt mắt sale gì đó cái gì đó? Michael. Michael đều bán tùm lum hết tạp bán. Ngay cái Michael đây là nó bán tùm lum hết từ cái đồ kim chỉ đồ theo rùa bãi má bãi bóc có đầy. Ừ. Thầy muốn mua gì cũng đã có hết. Hôm đó con lấy nến rồi thầy cũng đã có. Nến người ta gửi cho thầy đây nhớ cái mà ở chỗ đó nó bán đồ tốt với Michael quá hả? Dạ, Michael bán đồ tốt từ đứa đó. Vô lâu không? Ngày vô lâu không? Dạ. Ngày cứ vô đi lâu không? Không, con để giao hàng đấy chứ không vô lâu con phải đi bác sĩ rồi. Dạ. Thầy ngồi yên đi, nghe. Dạ. Thầy ngồi yên đi. Tại vì nó không có nước dừa nên con lấy cho thầy cũng được. Không trọng uống đâu. Nghe hả? Nó không có nữa. Giờ bớt uống nước đá là ngày hôm qua là đâu có ăn cơm mà ăn dưa hấu. Trời ơi là trời. Dưa hấu sáng dậy mới lấy cơm cứ gút như cái đồ cũ nấu nồi cháo đó. Ông mới quả ông mới ăn gì mà hà tiện đó. Trời sinh Nam Mô Phật. Đó, bây giờ quý vị thấy không? Hiện tại là chơi sang lắm, này là chơi với bác sĩ không à nghe. Chứ không có chơi với người bình thường nha. Chơi toàn là bác sĩ không à.
trái dưa bự á nó chín rồi, không có hai. Thì hôm qua thì tưới mới thấy nó thúi rồi, hai nó vô nó bụi trắng luôn. Cái bắt đầu cái tôi cắt nó ra, tôi lấy giấy mũ tôi trùm nó lại, sao nó chín được khúc, nó không có chín đều, chín lần nào không hai, ngày nào không thăm đâu mà tao chừng nó chín không hai. Trên là làm gì? Trên là lấy đồ về nhà hả? Dạ. Trên là lấy đồ về nhà hả? Lấy đồ về nhà. Thế con quay trở lại, con đi bác sĩ xong con quay trở lại. Ồ, hồi nãy cái điện thoại vậy là tháng này nó lấy tới 69 đồng là ông ơi. Tại sao vậy? Nó mới báo rồi. Thế à? Hồi nãy tôi nhớ không rồi. Mình tính không có lợi mới nghỉ đâu. Thấy không? Ồ, nó có 50 đồng rồi thôi. Để hồi rồi. Cái này cao chín đâu, tại vì cái tiền nó cắt nó được bớt đi đó, nó đổi đó. Nó kiếm chuyện hoài thầy, một lần thầy làm như vậy thầy kêu nó đổi là nó kiếm chuyện với thầy. Con biết nhưng mà giờ nó gọi là cái tiền mà nó thay đổi cái của thầy á, là nó kiếm tiền á. Điếm lắm nhỉ, điếm lắm thầy ơi, thầy biết à. Trời, nhưng mà thôi mình chịu thôi thôi, thầy lỡ rồi từ mình có không vậy. Lại nó, bây giờ nó còn 50 nữa đâu, 50 mấy đồng. Ví dụ vậy nó còn không là giờ. Thế à? Mấy Mỹ này chơi không có lại nữa, nó cứ nó lên nhưng mà thôi chắc nó đều thầy, không có cơm nữa, không có sao, nó đều luôn rồi. Mình có nói cũng vậy thôi hả? Giờ con cũng vậy thôi, mình nói giờ nó bảo có tiền service, cái tiền nó chặt mình. Lúc nó thay đổi cái account cho mình ấy, là nó kiếm tiền mình cái đó nó. Tức là thầy mà câu lên mà có chuyện gì là nó kiếm tiền này cái đó rồi. Bên Cali bây giờ hình như chuẩn bị có lệnh đeo mask trở lại rồi. Dạ, vâng, thì nó lại lên nữa thầy ơi. Trời tăng lên nhiều quá. Mà có chết không biết? Có chết, cũng có chết, mà chết ít hơn người xưa. Là con Covid này lộ 4 rồi đó hả? Vâng, nó lên nữa đó thầy ơi. Giờ lại dính nữa. Trời ơi. Kinh khủng. Thằng tàu còn khủng khiếp hơn nhiều quá. Thằng tàu cả một cái thành phố nó cúp hết lại. Tại là kinh tế nó chết dở, nó bị vậy đó thầy. Hoài mà cứ Covid nó tới nó. Vâng. Nếu mà bên Cali, mà Hạ Cali mà nó bùng phát thì nó bùng phát tùm lum hết trơn à. Nó rộng lắm, Cali lớn lắm này, nhiều dân nhất ấy. Thầy ăn gì chưa? Ăn cháo rồi. Thầy ăn củ khoai nè. Không, ăn củ khoai này được. Thôi được, đang quay phim. Ăn cháo vậy? Rồi. Nè. Hôm qua đâu có ăn cơm nấu, quên ăn. Ăn mì không đó. Anh hết luôn. Hết đâu lấy mì hả? Trời ơi. Thôi ăn nó đâu có miếng cơm nào đâu. Thế là thôi đủ rồi. Trời ơi. Gần cây bánh mì như vậy là nếu thầy nhiều lắm rồi. Lấy cơm. Mà bánh mì đó thầy ăn được không? Dạ được. Được hả? Bánh mì đó thầy ăn được các bạn không? Nó cứng không? Nó cứng cho thầy không? Dạ không. Ok rồi. Sáng lấy cơm nấu cháo. Nấu cháo mới rút cái đồ cũ lại bỏ uống. Còn mấy đồ cũ mở vô nồi cháo nấu. Còn được gần 2 tuần nữa thôi mình hết đi, cuối tháng này hết đi ngày này. Dạ. Yeah. Cái này là đúng rồi, lộ hộ cái rồi đi. Mười mấy tay là đi tắt xịt rồi. Dạ. Mười mấy tay là đi tắt xịt rồi đi về liền, đi về. Đi liền là sao, 3 ngày chứ? Thì cũng 3 ngày đó. Nè. Với mấy ngày đi nhà trời mưa cái thôi, cây có chết hết rồi. Không, con đây con tưới chứ. Tôi không sợ đâu. Không quen khó tưới lắm. Có điều kệ, trước khi đi là đi lúc chiều
cũng may đó là đi luôn. Chưa được chứ, được một ngày rồi. Dạ. Được một ngày rồi. Dạ. Để sáng ra con cưới. Trời ơi, cái rau muống thầy cho con đó, con được ăn rồi đó. Dạ. Ăn rồi đó, giờ sắp được ăn cà đó, lên khủng quân cái này. Đó là cà tá dữ lắm mà. Vâng, lên nó lên dữ lắm mà, lên nó vượt mặt cái thùng của con rồi. Thầy cái thùng cho cái thùng này nhớ không? Dạ. Đó giờ vượt mặt hết rồi đó, mà giờ nở hoa quá chừng chừng nở. Trái nhiều lắm mà. Và trái nhiều lắm. Không biết ăn thôi, thì chỉ biết cà muối chứ còn gì khác không nha. Thế hả, cà muối sồi cơ, ăn ngon lắm trời ơi, trời không biết đâu. Con tưới lên rồi lên kinh lắm này, ngày con tưới hai lần, sáng tưới lần. Con tưới cái hồ, con có hồ nước á, con tưới. Yeah. Con bơm nước lên là nó chè chè nó tưới ngon lắm thầy. Sáng nào con tưới rồi chiều về con tưới, cứ vậy thôi, ngày hai buổi mà lên quá chừng chừng nó cười thế đẹp lắm. Ở đây còn cây mà nó không có lên mạnh. Dạ. Ở đây còn một cây mà nó cũng lên mà nó không lên không lên, không có mạnh. Thầy nó nằm không tưới nó hả? Tưới nó nằm chung vô đó. À, tưới nằm chung vô. Ừ. Bây giờ còn... bầu thêm mấy chục cây ớt nữa. À, cái đó đi rồi. Ủa, cây ớt cải kỳ này trồng vô chậu, nếu mà nó chưa có chín kịp tới mùa lạnh thì đem vô nhà. Dạ. Tại vẫn còn hái được mà. Hai mươi mấy cây rồi, thêm hai mươi mấy cây. Anh nói ớt hơi thất bại mà hay cũng trồng nó không lên nữa đó nha. Mình cũng được, cái đó là bà, khá rồi. Bà sao bà lên quá, thế nó lên quá nữa, thì ra cháy rồi đó. Nhưng mà nó quá, nhưng mà đâu bằng năm rồi. Ừ, năm rồi 200 cây, hôm nay có trăm mấy cây mà nó cây tốt, cây eo ậu. Ông nghĩ săn sóc nó dùng phân tới nước nhiều lắm á. Dạ. Ngắm mấy đường chưa đủ, hình như chưa đủ tiền phân của thầy á. Đâu có thấm gì. Hả? Tiền phân cả tức ngàn đâu, ngàn, cả ngàn mấy chứ. Ngàn mấy là khoảng 200 bao. 200 bao thì 4 đồng đi, 800 chứ bao nhiêu thầy? 800 là tiền 3 xe kia nữa làm chi? 630 nữa không? Là đắt đó. À. Thôi kệ đi, vậy được rồi. Bây giờ bán từ từ tới cuối năm thì cũng đủ rồi. Là kệ anh bỏ công đi. Chứ thôi là đắt cái lên. Rồi cỏ lên thành rừng nữa. Rồi cỏ lên nhổ hoài. Không kiểu nó đâu mà nó quá trời đắt cỏ. Nếu mà đừng có cái bụng này á, là nhổ cỏ khỏe lắm, là đâu có cỏ nó kỵ đằng này dữ lắm. Nhổ thân gốc không á, mà tại cái bụng nó bự quá, ngồi lâu nó mệt rồi. Giờ quế nó lên quá trời qua đây. Thấy ha mà cắt chút thôi là như đó đó. Thế à, đó thì à, cái thằng mà thầy nhớ cái tiệm thằng Tàu không? Dạ. Yeah. Bên đi lấy hàng thầy hay mua hàng á, thằng Tàu á. Yeah. Nó dạ con có 3 đồng mình tức con thằng bán. Có đồng pháo hả? À, con kiểu. Rồi anh ăn lên đầu ta vậy. Dạ, con kiểu. Mua nó bán 2 ba cộng 2 đồng mấy. Dạ, đó mà nó ăn nó rồi con hỏi nó mới đầu con đi bán cho nó 4 đồng. Dạ. Yeah. Con nói thật thầy à, tại vì nó mua nhiều. Nó mua nhiều chứ không phải nó mua ít. Yeah. Con nói thật. Nên con định bảo thôi, thiết hồn bán 4 đồng. Nó dạ con nẹ nó đè con xuống nữa. Thôi nhưng mà thôi con xét thì cha đó chứ cũng khai khó vô hả, cha đó khai khó à, vô quá. Thế bánh tét mình bỏ nghe không, 6 đồng bán 8 đồng rồi mà còn kiếm chuyện thôi, tính ra đâu có làm mà lời 2 bạc rồi mà không muốn nữa. Trong khi bạc hà ông bán 2 đồng 58 mà ông lấy mình có 1 đồng rồi. Ông đừng có lo, bây giờ trái rừng rừng rồng Cali đó, mà mốt thì quế nó không có đâu, nước nó không có là sao trồng. Nó biết tại vì con đi hỏi nó đè con nó tức, vừa phải thôi, nó bán cho con 6-7 đồng. Ừ. Cali nó không có nước, từ đâu ra được trồng, chỉ có mấy cái farm như mình có giếng thì thôi chứ còn không có giếng, ông nghĩ tưới nước kia sao đủ. Tắt thở lên tại chỗ thôi. Ừ. Rồi tiền nước lại giảm, càng ăn được bạc là tháng thôi được chết. Rồi cắt, lựa từng cộng bỏ vô túi đi, mà bây giờ vô túi phải sắp từng cộng nữa. À, đó. Ừ. Không phải sắp hết cho một cái chậu lớn rồi xong cái kia ra từng nhỏ để cân như vậy thôi, nó tiện chứ. Dạ. Yeah. Nhưng mà trông nó sạch sẽ, thầy thấy yeah. Nó sạch sẽ không? Trông yeah. Nó lịch sự chứ, tại vì cái nó hư túi thôi. Chứ không thể nào hư hết của thầy được. Yeah.
chứ thầy để nguyên một bó 5 pound thôi chết dở. Sao xe lùi lại chứ nó làm gì á, thiệt mình nó đã về gã mảnh hoài. Mà ngộ trên đời này đó, cái con người ích kỷ thì chuyên môn nói đạo đức. Đúng, đúng thầy, nó phải như vậy mới đúng, tại vì nó mới cảm thấy là nó cân bằng được. Yeah. Chứ không, thầy không nói như vậy để không cân bằng được. Phải có người đạo đức thì nói đạo đức, khi mà không có người càng nói đạo đức bao nhiêu thì càng ích kỷ nhiều bấy nhiêu, tại như vậy nó mới cân bằng. Yeah. Âm dương nó mới cân bằng thầy. Chứ hơi thầy không nói là trong người thầy hỗn trận á, đó cái đó là bình thường này, đúng rồi thầy. Cái tâm lý là như vậy đó thầy, tâm lý như vậy. Tôi nghĩ tới dụng mình thầy thấp á thì bao giờ thầy nói chuyện cao sang mà. Ồ hèn đấy, bao giờ vậy, tại vì nó vậy nó mới cân bằng. Đấy không, trời hay lắm này. Có thầy. Người một đồng không bỏ mà cứ mãi đi nói chuyện là nghĩa không chân nghĩa. Mà con người không có đạo đức mà đi đó toàn là đạo đức không đó, đúng thiệt. Hay, đúng. Tôi thấy sao xã hội gì nó kỳ vậy, đôi khi mình nói thấy mồ nộ, mình nói khô nước miếng, mình nói thì họ nói mình không đạo đức. Ví dụ như thế không, người mình mở miệng là cái gì bắt lại cho họ là mình không đạo đức á. Đời sao nó tài sanh ra những cái con người kỳ kỳ vậy. Âm dương hòa hợp nghe đúng rồi thầy. Nước thì chạy vào vô trúng thôi chứ đâu nước chạy lên cao đâu. Thì bao giờ nó vậy đúng thôi thầy. Thật ra thì sao cũng may á, là làm gì là cũng nghĩ cho người hết lên cái tinh thần vậy đó. Mà ta gọi là âm đức chứ ta đâu gọi dương đức đâu, phải không? Mà thiệt hồi đó giờ ta gọi âm đức, không biết ai gọi dương đức đâu. Dương cái phước mà âm cái đức. Rồi, vô thăm bác sĩ, ráng hết tháng này. Trời ơi, thế nào bị ông quả rồi.